Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với livestream của Zero Global. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai trong sự kiện tuyệt đỉnh sứ quân của máy chủ xương đế này. Trận công thành chiến sẽ được diễn ra tại thất thành đại chiến của Zero Global. Server Võ Lâm người đang sinh sống tại hải ngoại, anh em thấy không? Ngay từ phút đầu tiên của giao tranh thôi thì chiến trường Biện Kinh của chúng ta đã rực lửa rồi. Lần này thì Biện Kinh sẽ là Long Trụ có được hệ số thưởng cao nhất, nó sẽ là 4 điểm, hệ số tính điểm để giúp cho các bang hội hoàn thành được chặng đua đường dài của mình sau 4 tuần. Với việc bang hội nào có tổng số điểm cao nhất sẽ trở thành tuyệt đỉnh sứ quân của máy chủ xưng đế. Hiện tại bảng xếp hạng của chúng ta đứng đầu đang là bang hội Anh em, họ đang có được với tổng tích lũy là 6 điểm. Tiếp theo đó là anh em bang Thiên 5 điểm và anh em bang Chơi đó là 4 điểm, anh em bang Tứ Hải là 1 điểm. Và đó là một tình huống tập kết rất hay đến từ ba anh em. Họ tận dụng được cơ hội khi bang Thiên và bang Chơi giao tranh để có thể tấn công từ phía đằng sau. Và đến bây giờ họ đang là bang hội đầu tiên công phá vào Long Trụ Biện Kinh. Long Trụ mà anh em bang Thiên đã có được ở trong thứ 6 tuần trước. Tốc độ của trận đấu đang đẩy lên rất cao. Và khi hiện tại thang điểm của chúng ta đang ở 10 hệ số rất cân bằng, chênh lệch nhau là 1 điểm cho mỗi bang hội trong sự kiện. Và tính cả tuần này chúng ta sẽ còn tổng 3 tuần nữa để gia tăng cách biệt, giống như để rút ngắn khoảng cách giữa các bang hội. 1 điểm, một hệ số quá mong manh. Không chỉ có anh em Hiền và Chơi, chúng ta còn ghi nhận thêm sự có mặt của Tứ Hải ở chiến trường đại lý. Vâng, đúng như các câu các cụ đã dạy rồi, mèo bé bắt chuột bé. Anh em bằng Tứ Hải vẫn biết cách lựa chọn cho mình những phương án chiến thuật hoàn toàn hợp lý. Mặc dù bây giờ bên cộng đồng của châu Âu đang là tầm 4 giờ sáng rồi, nhưng Tứ Hải cũng chưa một lần bỏ qua trận công thành chiến của chúng ta. Và đến bây giờ, sau khi anh em đã phá vỡ được Long Trù của Biện Kinh, thì cuộc chiến bây giờ lại chuyển hướng sang Phượng Tường. Ngày hôm nay Phượng Tường và Lâm An sẽ là những Long Trụ có hệ số thưởng là 3. Với 3 điểm quan trọng này cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của các bang hội, không hề dễ dàng gì. Chơi đang có những pha tấn công và cắn quét liên tục của các Long Trụ. Phần nhiều này mục tiêu của anh em bang Chơi đã rất rõ ràng rồi, họ muốn có được số điểm nhiều nhất để cân bằng tỷ số với bang hội Anh em, và cũng giống như là bói là anh em bang Thiên ở trong bảng xếp hạng của chúng ta. Tuy nhiên điều đó sẽ chắc chắn không dễ dàng gì, bởi bang Thiên và bang Anh em là những bang hội đã có bề dày lịch sử thi đấu ở server xứng đế này, và việc đánh bại họ cũng là một trong những thử thách rất lớn dành cho anh em bang Chơi, một trong những bang hội có tuổi đời non trẻ nhất ở server xứng đế của chúng ta. Độ lì lợm và hiếu chiến thì không thua kém bất kỳ bang hội nào. Ở một diễn biến khác thì anh em bang Thiên đã chuyển sang với Long Trụ của Lâm An rồi, hoàn toàn hợp lý. Những Long Trụ có hệ số điểm cao nhất vẫn đang đón nhận sự tấn công dồn dập của các bang hội. Vậy là Lâm An gãy, Biện Kinh gãy, Phượng Tường gãy, chuẩn bị thì không biết các băng hội sẽ tấn công về phía Long Trụ nào nữa. Tuyệt đỉnh sứ quân sẽ diễn ra trong vòng 4 tuần, và đây là tuần thứ 2. Vâng, vậy là băng hội Thiên đã bẻ gãy Long Trụ của chiến trường Lâm An ở phút thứ 4 của trận đại chiến này. Thứ Hải thì vẫn giữ cho mình một miếng đánh, đó là chiến trường của đại lý. Anh em bang Thiên vừa rồi họ đã có một sự thay đổi ở trong nhân lực của mình. Họ đã mất đi một dàn ác cầm tay khá tốt, thì anh em đã tách ra và sang bang Diệt Tiệp. Vì thế nội lực của anh em bang Thiên sẽ không phải là mạnh nhất. Thì ngày hôm nay họ sẽ làm như thế nào đối đầu cả với anh em bang hội Chơi và bang hội Anh em nữa, bốn bang hội của chúng ta.
điều rất là hay khi sẽ không có bất kỳ sự liên minh để nhường nhịn nào đến từ các bang không. Đây đã làm nên bản sắc của những trận công hành chiến tại vĩ trụ xưng đế này. Server võ lâm dành cho em sinh sống tại hải ngoại, được điều hành và dẫn dắt bởi admin Rin Trần, trong những admin rất tâm huyết. Tiếp tục có sự di chuyển của anh em bang chơi từ hướng của Thành Đô để trở lại với Phượng Tường. Thì hôm nay thì Phượng Tường cũng là 3 điểm anh em nhé. Phượng Tường có thể dễ dàng quay trở lại với Biện Kinh anh em ạ. Trong khi đó thì thành viên của anh em bang Thiên bây giờ họ đang quay sang và bẻ long trụ của Dương Châu. Vậy là sẽ không có bất kỳ một long trụ nào bất từ ở phút thứ 35 trừ đại lý của Tứ Hải ra anh em ạ. Đây là đội hình anh em bang Tứ Hải, họ đang tập trung ở chiến trường của đại lý. Và Thiên cũng đã xử lý xong long trụ của Dương Châu rồi. Những pha quét thành rất nhanh của các bang hội nó đang tạo ra cho chúng ta một cái công thành chiến với một tốc độ rất nhanh. Ngày hôm nay thì hệ số công thành chiến cũng đã được thay đổi, nó không giống như tuần trước nữa. Mỗi tuần thì có một sự thay đổi nhẹ để cho anh em có thể dễ dàng tấn công. Ví dụ như ở trong tuần thứ hai này, Biện Kinh là 4 điểm, Phượng Tường Lâm An là 3 điểm, Thành Đô và Tương Dương sẽ là 2 điểm, đại lý và Dương Châu sẽ là 1 điểm anh em nhé. Vậy đã bắt đầu có những xung đột ở chiến trường của Phượng Tường rồi. Thì bang hội chơi đã đẩy mạnh lên phía 12 giờ để không cho những thành viên của anh em có thể tập trung được. Bào mòn nhân lực của đối phương đi ở những phút sớm như thế này sẽ là những phương án cực kỳ hiệu quả để cho các bang hội có thể làm giảm đi những áp lực ở trung tâm của long trụ. Và đó là khẽ khi anh em bang Thiên đang sử dụng ở trong tương đấu vừa rồi. Tứ Hải vẫn đang ở đại lý em ạ, nhưng liệu rằng việc họ tọa sơn quan hồ đấu Dương Đắc Lợi ở trong pha giao tranh có được hoàn thành hay không. Bởi vì cuộc chiến của chúng ta vẫn còn tầm khoảng gần 50 phút nữa. Rồi, chúng ta đã thấy anh em Bang Thiên tiếp tục di chuyển sang với Tương Dương. Tương Dương trong trận cuộc chiến tuần trước là của anh em Bang chơi, không thể dùng được nữa. Bọn ca đã phá vỡ lòng trụ của chiến trường Thương Dương ở phút thứ 8 của trận chiến này. Và ở hướng di chuyển này thì rất có khả năng còn sang đại lý anh em ạ. Hay là sang đại lý sẽ đánh cùng với anh em bang Tứ Hải. Mình đã nói rồi, rất khó để cho Tứ Hải có một thế trận tỏa sơn quan hổ đấu. Các bang hội họ sẽ quét toàn bộ các thành để không một thành nào bất tử cả. Ngoài hệ số thưởng tích lũy của Tuyệt Đỉnh Sứ Quân ra thì ngày hôm nay chúng ta sẽ còn ghi nhận thêm, đó là thành Biện Kinh và đại lý sẽ được trao thưởng là một du hoàng kim môn phái anh em nhé. Đây là server xưng đế của Zig Global em ạ, server võ lâm dành cho anh em đang sinh sống ở hải ngoại. Đại lý đang là của Tứ Hải và Thiên thì đang di chuyển ở phía vòng ngoài rồi. Những Master Spy của anh em bằng Tứ Hải liệu đã phát hiện ra được sự nguy hiểm đang cận kề hay không? Vậy là thành viên của Thiên đã có mặt ở hướng 12 giờ của đại lý rồi anh em nhé. Và đây là server Zig Global của máy chủ hải ngoại anh em ạ. Server dành cho những anh em đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Chúng ta đang có một trận công thành chiến sự tham gia của 4 bang hội. Đó là anh em bang Tứ Hải, anh em bang chơi, anh em bang Thiên và bang anh em nữa. Tổng cộng là 4 bang anh em nhé. Và chuẩn bị sẽ có giao tranh được diễn ra ở chiến trường đại lý. Thì sẽ là cuộc tổng tấn công anh em bang Thiên vào long trụ này. Long trụ vẫn chưa một lần bị phá bỏ trong trận công thành chiến của chúng ta. Theo múi giờ của hải ngoại thì sẽ hơi lệch hơn so với Việt Nam tầm khoảng 12 tiếng anh em nhé.
Và đã có giao tranh xảy ra rồi anh em ơi. Nó vẫn là một pha tấn công đầy chủ động đến từ anh em Bang Thiên. Và rất nhanh họ lại xử lý anh em Bang Thứ Hải một cách gọn gàng. Thực sự thì rất lấy làm bất công cho anh em Bang Thứ Hải khi khung giờ công thành chiến của máy chủ hải ngoại đang là 22 giờ theo giờ của Texas, nhưng lại là 4 giờ sáng theo giờ của châu Âu. Một khoảng thời gian mà gần như anh em đã yên lành với những giấc ngủ rồi. Vì thế Thứ Hải sẽ không có được một lực lượng mạnh nhất của bang hội mình. Và đây chính là điểm yếu để những bang hội đến từ nước Mỹ như Thiên chơi. Và anh em khai thác vào rất sâu. Thức đêm để chơi game là những gì mà chúng ta dành để miêu tả với anh em bang Thứ Hải. Nó sẽ có một chút xíu chênh lệch so với thời điểm và khung giờ của các quốc gia anh em nhé. Hiện tại trận trận chiến này ở bên Việt Nam đang là 10 giờ 11 phút sáng ngày thứ bảy, nhưng tại hải ngoại, tại Mỹ thì sẽ là 22 giờ 11 phút của ngày thứ sáu, và của anh em châu Âu đang tầm khoảng 4 giờ sáng. Vâng, vậy là đại lý đã trở thành long trụ cuối cùng bị bẻ gãy ở trong trận không thành chiến này ở phút thứ 11. Vậy là tại phút thứ 35 sẽ không có bất kỳ một long trụ nào bị phá nữa anh em nhé. Đây là trận đấu thứ hai trong chuỗi sự kiện tuyệt đỉnh sứ quân của máy chủ xưng đế. Chúng ta đang ghi nhận với hệ số điểm, đứng đầu là bang hội anh em, họ đang có được 6 điểm. Đứng thứ hai là bang hội Thiên, bang hội đang có mặt ở trên màn hình này, họ đang có là 5 điểm. Và bang hội Trơn, họ đang có là 4 điểm. Với hệ số điểm đang bám rất sát nhau như thế này, những biên số sẽ tạo ra sau mỗi trận đấu là cực kỳ cao. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 trận có thể chiến anh em nhé. Vâng, đã ghi nhận được dấu hiệu của bang hội anh em tại chiến trường của Phượng Tường. Họ đang tập trung với số lượng khá đông. Ở phía bên trong này chúng ta thấy sự xuất hiện của bang hội chơi không hề kém một chút nào. Và sẽ sắp có một cuộc tử chiến được diễn ra ở phía long trụ này. Cuộc chiến được tạo ra bởi bang hội anh em. Cảm ơn tất cả em đã đến với live stream của Zip Global trong ngày thi đấu hôm nay. Ngày thi đấu thứ hai trong chuỗi trận tuyệt đỉnh sứ quân của máy chủ xưng đế. Server võ lâm dành cho anh em đang sinh sống tại hải ngoại được phát biệt, được phát triển bãi biển Rin Trần. Chào tất cả em đã dõi live stream nhé. Vậy là anh em tấn công vào rồi, vẫn là mũi nhọn từ hướng 12 giờ. Chơi đang là bang hội muốn đánh bại anh em nhiều nhất ở trong cuộc thành chiến này. Họ đang kém anh em 2 điểm ở trong hệ số tích lũy. Vì thế việc họ xử lý đẹp bang hội anh em để rút ngắn cách biệt và có thể vươn mình ở trong bảng xếp hạng của chúng ta là một điều hoàn toàn hợp lý. Một pha xoay đội hình rất khéo đến từ bang chơi. Thành viên của anh em bây giờ chỉ còn tầm khoảng 10 người nữa thôi. Mục tiêu của chơi sẽ là giữ được Phượng Tường này. Long trụ có hệ số điểm cao thứ hai ở trong trận đánh ngày hôm nay, 3 điểm. Nếu như có được 3 điểm thì anh em bang chơi sẽ chính thức vượt qua anh em bang anh em ở trong bảng xếp hạng. Họ sẽ có 7 điểm, trong khi đó anh em là 6 điểm. Và ngày trời rất đông. Long trụ Phượng Tường đang trở thành long trụ và nó bắt từ đầu tiên trong trận thành chiến của chúng ta. Đây là server hải ngoại anh em nhé. Server dành cho những em đang sinh sống và làm việc tại quốc gia Mỹ và châu Âu. Server chúng ta có 3 bang của châu Âu, đó là một bang của châu Âu là bang Thứ Hải. Có 3 bang của Mỹ, đó là
bằng thiên, bằng anh em và bằng chơi anh em nhé. Đấy, Tứ Hải anh em ơi, đây là bằng hội đang ở châu Âu này. Hiện tại bên anh em đang là tầm 4 giờ sáng nhưng vẫn thức đêm để hòa mình vào những trận chiến. Không phải là thế trận chân vạc nữa, mà nó là thế trận tứ trụ của server Xưng Đế này. Vâng, vậy là bằng anh em họ đã di chuyển sang chiến trường ở Biện Kinh rồi. Biện Kinh đang là long trụ có hệ số thưởng cao nhất trong trận thành chiến này, với 4 điểm có được. Và phía bên ngoài chúng ta đã thấy dấu hiệu xuất hiện đến từ bằng hội thiên. Rất căng anh em ạ. Vậy là ở phút thứ 16 anh em bằng thiên họ đã tổ chức một pha tấn công vào từ hướng 12 giờ. Trên ảnh của quý vị thì màu tím đến từ bang hội anh em và màu vàng đến từ bang hội thiên. Chúng ta đang đến với live stream của chiếc logo. Những tính toán các bang hội vẫn đang thể hiện qua từng tương đấu một. Bang hội chơi họ vẫn đang có được những phút yên ả ở chiến trường của Phượng Thường. Bang hội anh em thì vừa trải qua một cuộc chiến rất căng thẳng với bang hội thiên ở chiến trường của Biện Kinh, và điều đó vẫn chưa thể dừng lại được, thì thiên vẫn đang kém bang hội anh em là 1 điểm. Và nếu như để cho bang anh em có được thành Biện Kinh này thì số điểm của bang hội anh em sẽ cách biệt ra với anh em bang thiên là 2 điểm, và với bang hội chơi là 3 điểm. Hiện tại thì cấp độ cao nhất của server chúng ta tại máy chủ Xưng Đế này đang là cấp 124 rồi anh em ơi. Cấp 124, cấp độ cao nhất sau gần 4 tháng open của máy chủ Xưng Đế, server Võ Lâm dành cho em hải ngoại. Em thấy một điều rất đặc biệt tại các chủ hải ngoại của chúng ta không? Đó là sẽ không có bất kỳ một sự liên minh nào ở trong các cuộc chiến cả. Dù mạnh dù yếu, anh em đều thi đấu hết mình với bản sắc riêng. Kể cả như bang hội Tứ Hải, họ không phải thực sự có được số lượng đông nhất. Số lượng em bang Tứ Hải tham gia không thành chiến và không liên minh đã thể hiện qua từng trận đấu. Vâng, vậy là có sự xuất hiện của Tứ Hải ở chiến trường của Phượng Tường anh em nhé. Hơi ít anh em ạ. Em cảm ơn anh Tuấn Đặng nha, quá tuyệt vời anh ơi. Hiện tại thì live stream đang nghỉ để delay là tầm 60 giây anh em ạ, nên là em tương tác với anh em hơi muộn, rất là nhiều. Vâng, vậy là ở phía bên này chúng ta tiếp tục thấy một pha di chuyển vào của bang hội thiên từ hướng 12 giờ. Họ vẫn quyết đánh thành Biện Kinh anh em ạ. Không đánh Biện Kinh thì đánh thành nào? Vẫn là tương giao đấu 1-1 giữa hai bang hội. Hai bang hội có thể nói là thâm thù huyết hận tại máy chủ Xưng Đế này. Nó có quá nhiều cuộc chiến. Từ ở trên Phong Lăng Độ, từ ở trên Chiến Long Trận. Biện Kinh vẫn là của anh em, Phượng Tường thì vẫn là của chơi.
Và mình nghĩ là từ hướng của Phượng Tường này thì chơi có thể sang Điện Kinh một cách rất nhanh ở những phút cuối cùng. Và hoàn toàn có thể nghĩ tới việc là bẻ gãy long trụ này của bằng hội anh em khi phối hợp cùng với anh em bang chơi, à, anh em bang Thiên ở một tuần đấu sinh tử anh em ạ. Tầm này thì sẽ không có một long trụ nào yên ổn được. Trận thứ hai của tuyển đỉnh sứ quân và kết quả vẫn chưa ngã ngũ, cơ hội vẫn chia đều cho cả bốn bang, trong khi đó lợi thế vẫn đang thuộc về những bang đến từ châu Âu. Đây anh em ơi, Tứ Hải cũng rất đông ở trong trận hình chiến anh em nhé. Đây là bang hội Tứ Hải, đang là 4 giờ sáng, đang rất miệt mài với cuộc chiến của chúng ta. Vâng, vậy là Thiên đã bắt đầu dịch chuyển chiến thuật của mình rồi. Nó đang quay trở lại để thủ trụ Lâm An. Những Master Spy của chơi đã cắm sang với chiến trường Lâm An này rồi. Anh em và theo dõi live stream mới hợp nhé. Ốm em ạ, ốm ho ho. Rất đông Thiên đã có mặt ở chiến trường Lâm An rồi. Và đây đang là phút thứ 22 của trận đại chiến. Anh em nên nhớ rằng ở trong 6 tuần trước, bang hội anh em họ đã bất tử được Thành Đô. Đó là một trong những khoảng thời gian mà chúng ta thấy được rằng có một sự lơi lỏng trong công tác bấm giờ các bang hội còn lại. Và việc để Thành Đô quá sớm đã tạo ra điều kiện để bang hội anh em có thể thi triển những miếng đánh cuối cùng của mình sang những long trụ khác. Và bài học đó thì nó sẽ vẫn còn có ý nghĩa ở trận giành chiến này. Vậy anh em di chuyển rồi, họ đang sang hướng của Dương Châu. Và từ Dương Châu rất có thể anh em sẽ sang đánh Lâm An của bang hội Thiên. Vâng, và Dương Châu chúng ta đã có sự xuất hiện của cả anh em và cả Thiên rồi. Giao tranh vẫn được nổ ra liên tục anh em ạ. Mũi tiên phong đầu tiên của ba mũi anh em đã bị Thiên đánh bại. Sau khi ý đồ của họ đó là quay trở lại để thủ trụ Dương Châu, họ đang muốn cùng một lúc có cả Dương Châu và Phượng Tường. Tham vọng quá lớn thì trả giá cũng sẽ là rất cao. Và đến bây giờ thì Thiên đang tấn công vào long trụ mà ba mũi anh em đang cố gắng có được. Vâng, Tiger Squidden đã phá vỡ được long trụ của chiến trường Dương Dương. Vậy là anh em mang Tứ Hải, họ vẫn cắt quân ra đi bẻ trụ anh em nhé. Việc phòng thủ và chiếm được ít nhất là hai long trụ trong một tương đấu vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tứ Hải. Bởi vì khi có được cái kết quả như thế này thì Tứ Hải sẽ dễ dàng có thể thủ được một trong hai long trụ, kể cả vào trong những tình huống họ bị tấn công của những bang hội khác. Từ Dương Châu Thiên tiếp tục quay trở lại Điện Kinh anh em ơi. Họ có tiếp tục đánh anh em tại long trụ mà bang hội màu tím đang cố gắng chiếm giữ. Long trụ hệ số thưởng cao nhất trong thành chiến của chúng ta, 4 điểm. Chơi thì đang khá yên bình ở chiến trường của Phượng Tường. Nào chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Điện Kinh, nơi phần thưởng là nhiều nhất, thì nó cũng đồng nghĩa với việc rằng giao tranh cũng là ác liệt nhất. Mặt trận Biện Kinh đã ghi nhận được rất nhiều tình huống giao tranh từ đầu trận chiến đến bây giờ rồi. Tại phía trung tâm của Biện Kinh, anh em ba hộ anh em đã đẩy lên hướng 12 giờ rồi. Số lượng cũng không hề ít một chút nào anh em ạ.
anh em đang có được lợi thế nhiều nhất ở trong trận chiến của chúng ta, trong chuỗi tuyệt đỉnh sứ quân. Họ đang có được là 6 điểm. Trong khi đó anh em Băng Thiên bám sát ngay ở phía đằng sau là 5 điểm. Và anh em Băng Chơi với 4 điểm có được, họ đang ở vị trí thứ 3. Vậy là Thiên tiếp tục có một tình huống di chuyển vào rồi, và vẫn là thứ 12 giờ anh em ạ. Họ sẽ làm như thế nào để phá vỡ đi một hàng phòng thủ nhiều lớp và dày đặc của bọn anh em đây? Đúng là công thành chiến của hải ngoại vẫn đem đến cho chúng ta một gì đó rất khắc nghiệt bởi lối đánh không liên minh của các bang hội. Anh em Băng Thiên bay màu trong trận đấu này rồi, cái phòng thủ của băng anh em vẫn là rất tốt. Tuy nhiên thời gian vẫn còn, và đó là khi anh em Băng Chơi vẫn chưa nhập cuộc. Chơi đang là bang hội có được hệ số điểm sát nhất từ những bang hội còn lại. Và vậy lần này là Thiên sẽ tập trung ở hướng 6 giờ anh em nhé. Lần này Thiên sẽ đi vào từ 6 giờ. Chưa thấy sự hiện diện của băng em Băng Chơi. Nếu anh em Băng Chơi xuất hiện ở chiến trường Biện Kinh này thì kiểu gì Biện Kinh cũng vậy. Điểm, 5 điểm, 4 điểm. Đó là khoảng cách rất mong manh để tiến tới tuyệt đỉnh sứ quân vô địch của Global này. Mới là tuần đầu tiên thôi, mà đây là tuần thi đấu thứ 2. Đấy rồi anh em ơi, vừa rồi chúng ta đã bỏ lỡ mất đi một trận đánh ở chiến trường của Phượng Tường, nơi mà anh em Băng Thiên vẫn tiếp tục có mặt sau một tình huống vỡ vụn ở Biện Kinh. Thì họ đã sang với Phượng Tường rồi, và ngay lập tức có giao tranh cùng cả với em Băng Chơi và cả Thứ Hải nữa, đang là ba màu tại trung tâm của Long Trụ Phượng Tường. Ba màu cho một tơn đánh ở trung tâm kinh tế của máy chủ Xưng Đế này. Chúng ta có màu xanh đến từ Băng Chơi, màu vàng đến từ Băng Thiên, và màu tím đến từ Thứ Hải. Em thấy không, Thứ Hải dù là bang hội yếu nhất, bang hội có số lượng ít nhất, nhưng sự lì lợm và hiếu chiến của họ thì không thua kém bất kỳ bang hội nào trong máy chủ Xưng Đế của chúng ta. Họ cũng đang hòa mình vào cuộc chiến cùng với ba bang hội còn lại, dù biết rằng thực lực của họ đang đuối hơn so với bang hội khác rất nhiều. Nhưng chính anh bang hội Thứ Hải với những pha tấn công như thế này thì họ sẽ tạo ra được những chuyển biến mới cho những tơn giao tranh. Và là bây giờ không chỉ ở chiến trường của Phượng Tường mà cả Lâm An nữa, anh em Băng Chơi đang phải chia lẻ hình của mình ra thành hai phần, và rất khó để cho họ có thể cùng một lúc giữ được cả hai long trụ anh em ạ. Hiện vẫn đang điên cuồng tấn công vào. Vâng, vậy là Thiên đã bẻ gãy được long trụ chiến trường Lâm An lúc nào anh em nhé. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ nhớ lại hệ số thưởng của trận công thành chiến này. Đó là Biện Kinh 4 điểm, Phượng Tường Lâm An sẽ là 3 điểm, Dương Châu Đại Lý sẽ là 1 điểm, Biện Kinh Đại Lý sẽ và Dương Châu sẽ là 1 điểm anh em nhé. Một tuần đấu hay dành cho Thiên. Thì thành viên của em Băng Chơi vẫn đang cố gắng quay trở lại từ 12 giờ để cứu long trụ của mình. Long trụ của chơi bây giờ đã vàng máu rồi. Nếu như chơi và Thiên không có những tính toán hợp lý thì họ sẽ cẩn thận với việc anh em bảo hội, anh em màu tím sẽ bất tử được long trụ của Biện Kinh em nhé. Vẫn không dừng lại anh em ơi, vẫn là tình huống đẩy vào của Thiên từ hướng 12 giờ.
ông đang phá vỡ phượng tường và ép ba hội chơi phải cùng họ sang đánh Biện Kinh, không phải Tam Quốc diễn nghĩa nữa mà là tứ quốc tranh hùng anh em ạ. Anh em đang có những phút giây thở phào nhẹ nhõm ở chiến trường của Lâm An lúc này. Vâng, và cùng lúc đó thì Tứ Hải đã đưa quân sang để phá long trụ Lâm An của anh em Bàng Thiên rồi. Anh em có thấy không? Đừng đùa với Tứ Hải, dù họ đang có được số lượng ít nhất nhưng lối đánh của họ thì đang là cống hiến nhất. Họ đang tấn công vào tất cả các long trụ với mục đích là bè gãy đi. Để những phút cuối cùng của chúng ta, các bang hội sẽ có một cuộc chiến song phẳng với nhau hơn. Những thành viên của Tứ Hải đã lợi dụng được tình huống giao tranh giữa Thiên và chơi ở chiến trường của Phượng Tường để ngay lập tức đưa quân sang tấn công vào Lâm An. Hay quá anh em bang Tứ Hải ơi. Chỉ có điều anh em bang Thiên họ đã quay trở lại rồi. Thiên đã nhận ra sự nguy hiểm của Tứ Hải, họ bắt buộc quay trở lại. Tuy nhiên số lượng của Thiên bây giờ vẫn đang gia tăng theo từng giây từng phút. Tứ Hải sẽ trụ được đến bao lâu nữa? Chỉ chậm thêm khoảng 30 giây nữa thôi thì long trụ của Thiên tại Lâm An này sẽ bị bẻ gãy anh em ạ. Quá hay rồi Tứ Hải. Nếu trên thang điểm 10 thì sẽ chấm cho anh em bang Tứ Hải là 9,5 điểm rưỡi. Bởi vì họ chỉ cần bẻ được thêm ví dụ Lâm An này thì họ sẽ là 10 điểm tròn chính anh em nhé. Không thể đùa với Tứ Hải được. Bang hội vẫn đang tạo ra được những chuyển biến bất ngờ. Vậy là Thiên vẫn giữ được long trụ của Lâm An. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải giải bài toán mang tên là Biện Kinh này. Đây là long trụ mà bang hội anh em vẫn đang cố gắng chiếm giữ. Họ sẽ có được đó là 4 điểm trong hệ số tích lũy của công thành chiến chúng ta. Thiên thì vẫn đang ở chiến trường của Lâm An và chơi thì vẫn đang ở Phượng Tường. Hôm nay Phượng Tường của Lâm An sẽ là 3 điểm anh em nhé. Nó vẫn kém so với thành Biện Kinh này là 1 điểm. Và Biện Kinh đang trở thành một trong những long trụ khả năng bất tử sớm nhất tại thành chiến này. Nếu như Thiên và chơi không tấn công sang thì hệ số điểm của bang anh em sẽ tiếp tục gia tăng với hai con còn lại là Thiên và chơi là 2 và 3 điểm anh em nhé. Đã bắt đầu xuất hiện những cãi vã ở trên kênh thế giới đến các bang hội rồi. Em nhìn mà sướng không? Thiên màu vàng, anh em là màu tím và chơi là màu xanh, Tứ Hải là màu tím nữa. Nay thì chúng ta đang thấy được rằng Tứ Hải đang thi đấu với một tinh thần rất là hăng say và cuồng nhiệt. Họ tổ chức đi phá tất cả các long trụ, một cuộc tập kích vào long trụ Phượng Tường của anh em bang chơi, và ngay là sau đó là một pha đột kích vào chiến trường Lâm An của anh em bang Thiên. Thiên đã có mặt ở chiến trường của Dương Châu rồi. Việc giữ được Dương Châu của Lâm An sẽ mang lại cho Thiên là 4 điểm ở trong hệ số tích lũy sau tuần này của công thành chiến. Và hiện tại thì long trụ Dương Châu cũng là của Thiên, nhưng có lẽ họ sẽ cần sang đánh Biện Kinh em ơi. Thời gian không còn nhiều nữa, và cả bang hội chơi họ cũng cần phải suy nghĩ về việc cùng với Thiên để sang đánh Biện Kinh lúc này. Bởi vì Biện Kinh đã chuẩn bị bất tử rồi. Rồi anh em ơi, bang hội chơi cũng sang Biện Kinh em nha. Thời điểm mà khi Biện Kinh gần bất tử thì tất cả mọi con đường đều đổ dồn về với long trụ này. Đó là điều mà không một bang hội nào muốn bị mất ở trong trận cuộc chiến của chúng ta. Với hội hệ số tích lũy là 4 điểm, chiếm được thành Biện Kinh này gần như chiếm bằng 2 hoặc 3 thành trì khác. Và chơi họ đang di chuyển vào từ hướng 6 giờ và Thiên đang có mặt ở hướng 12 giờ. Cùng lúc đó thì ba anh em đang ở trung tâm của long trụ, sẽ là 1-2 ở trong trận đấu này tại long trụ của Biện Kinh. Quá tuyệt vời. Và bang hội chơi đã trở thành bang hội xuất hiện đầu tiên ở trong khu vực 6 giờ của Biện Kinh. Họ đã di chuyển vào rồi và cùng lúc đó hướng 12 giờ Thiên cũng đã cho chúng ta thấy một tình huống sẵn sàng áp sát để tấn công.
Ba hộ anh em đã rất khôn ngoan để lách ra hướng 10, ra hướng 9 giờ. Đây là hướng mà họ sẽ thoát được một pha tập kết đến từ cả hai phía. Thiên đã có mặt ở gần trung tâm Long Trụ rồi anh em ơi, họ đã vòng lên hướng 3 giờ, sau đó là tiếp cận Long Trụ. Anh em vẫn chưa được quay trở lại cứu trụ được. Họ sẽ phải làm như thế nào để đối đầu với hai ba người khác tại trung tâm Long Trụ của chúng ta? Mình nghĩ sẽ một trong hai Long Trụ sẽ phải chặn đứng anh em ba hội màu tím này lại, để ba hội còn lại bẻ trụ. Một pha vòng ra phía sau rất hay đến từ ba hội anh em. Những phút có thể nói là sóng gió, ba hội chơi cũng đã xuất hiện rồi. Rất nhanh thì anh em đã đánh bại được bằng Thiên. Và đến bây giờ họ sẽ tiếp đón anh em ở trung tâm Long Trụ của Biển Kinh. Thời điểm mà khi Biển Kinh này chuẩn bị bất tử, Long Trụ còn đỏ máu thôi anh em ơi, đỏ máu thôi. Thiên vẫn đang tập kết và đưa quân trở lại. Và chơi phải làm thật nhanh trước khi Long Trụ này bất tử anh em ạ. Quá hay ở vị trí của chúng ta. Đúng là khi ở một thế trận không liên minh thì bốn ba người đang đem đến một trận chiến có thể nói là cực kỳ mãn nhãn. Long Trụ anh em đỏ máu rồi, một chút xíu nữa thôi. Phải làm nhanh, phải làm nhanh anh em ơi, không thể để cho thành Biện Kinh này bất tử được. Một tuần thi đấu rất hay của anh em. Họ đã một mình đánh bại được cả Thiên và cả chơi tại trung tâm của Long Trụ này. Chưa thấy dấu hiệu quay trở lại tấn công đến từ hai ba hội kia. Trời ơi, tự nhiên thì anh em Bằng Thiên thì quay sang tập kết Long Trụ Phượng Tường của anh em Bằng chơi. Và họ đã để lại Long Trụ Biển Kinh mất rồi. Long Trụ của chơi đã đỏ máu. Một chút xíu nữa thôi thì Thiên sẽ bẻ gãy được Long Trụ của chơi. Hay quá. Một pha quay xe rất nhanh của anh em Bằng Thiên. Họ đã dụ anh em Bằng chơi để cùng tấn công về Biện Kinh. Và sau đó thì tập kết sang Phượng Tường này. Gãy rồi anh em ơi. Và cùng lúc đó thì Long Trụ của Biện Kinh bất tử. Vậy là Thiên đã úp sọt em Bằng chơi ở trong tình huống này. Tình huống mà cách đây chưa đầy một phút trước họ đã cùng tấn công về với chiến trường của Biện Kinh. Nhưng ngay sau đó thì Thiên đã có một pha quạ trộm trứng gà tại Long Trụ của Phương Tường. Và với việc bất tử được Long Trụ của Biện Kinh này thì anh em đang trở thành bang hội có hệ số điểm cao nhất trong những trận chiến của chúng ta. Họ đang có 10 điểm. Và khi đó Tứ Hải đã tấn công với Long Trụ của Lâm An rồi. Đúng là không thể đề phòng Tứ Hải được. Tứ Hải vẫn đang chơi quá hay và quá sáng tạo trong trận chiến của chúng ta. Liệu rằng Thiên có quay trở lại để cứu cho Long Trụ của mình được hay không? Hay Lâm An sẽ trở thành Long Trụ tiếp theo bất tử ở trong trận chiến này? Thiên đã có một miếng đánh quá chí mạng vào bảng hội chơi ở chiến trường của Phượng Tường. Thời điểm mà Phượng Tường cũng chuẩn bị bất tử thì Thiên đã tấn công sang và bẻ cái Long Trụ của chơi. Một nỗi đau mà không thể nào kể xiết được. Có lẽ anh em bang chơi và bang anh em sẽ cần phải di chuyển nhanh về với chiến trường của Lâm An, vì thời điểm mà Lâm An bất tử đang cận kề rồi. Rất hay cho Tứ Hải em ạ. Tứ Hải đã hai lần suýt nữa làm cho Lâm An này bị gãy. May sao Thiên quay trở lại kịp thời. Biện Kinh đã bất tử. Bây giờ thì cuộc chiến sẽ đổ dồn về với Lâm An và Phượng Tường. Hai Long Trụ có hệ số điểm cao tiếp theo trong trận chiến này, với cùng hệ số điểm là 3. Cày thật. Mình nghĩ anh em Bằng chơi lúc này rất cay. Cay hơn cắn hơn. Vậy là Lâm An bất tử tiếp theo rồi anh em ơi. Thiên vẫn tiếp tục tạo ra một cuộc bám đuổi ở ngay phía đằng sau bang hội anh em. Và bây giờ cay nhất chỉ là anh em Bằng chơi thôi. Chơi đang bị tụt lùi lại khi họ mới chỉ có 4 điểm. Thiên đã là 8 điểm. Và anh em đang là 10 điểm rồi. 4-8-10.
một tình huống thấy được rằng nhãn quan chiến thuật của anh em Bang Thiên là khá tốt. Chỉ có điều họ lại quên mất rằng thành trì Biện Kinh với hệ số thiểm cao nhất lại thuộc về bang anh em mất rồi. Không sao, hiện tại thì Thiên mới chỉ kém anh em 2 điểm ở trên bảng xếp hạng của chúng ta mà thôi. Giao tranh vẫn tiếp tục xảy ra ở lâm mạng. 2 trên 7 long trụ đã bất tử. Lâm An bất tử rồi. Hôm nay anh em Bang chơi đang chậm rất nhiều nhịp. Họ chậm nhịp ở Biện Kinh và đến bây giờ chậm đốt nhịp ở thành Lâm An này nữa. Nếu như vừa rồi họ có thể cùng với Bang Tứ Hải tạo ra một cuộc đột kích vào Lâm An, rất có thể Lâm An sẽ gãy anh em nhé. Vâng, Bang Hội Thiên bây giờ đã chuyển hướng tấn công sang thành đô. Bây giờ sẽ còn Tương Dương, Phượng Tường của thành đô là ba long trụ có hệ số thường cao tiếp theo. Hiện tại thì có thêm một bang hội nữa đang nuôi quân em nhé, đang nuôi quân để hòa mình một cuộc chiến, đó là bang Diệt Tiệt. Đây là một số những thành viên tách ra từ bang Hội Thiên, bởi thế hôm nay anh em bang Thiên đã không còn giữ lại được sự tinh nhuệ cực kỳ đặc sắc của mình nữa. Thiên tiếp tục bẻ gãy long trụ của thành đô rồi. Và hướng này thì cảm giác như họ sẽ sang Tương Dương em ạ. Đúng rồi, sang Tương Dương. Hôm nay anh em bằng chơi là cay nhất. Vâng, anh em bây giờ đang sang Đại Lý để phá long trụ của Tứ Hải. Tứ Hải hôm nay cũng rất công hiến với những trận đấu của mình. Chỉ tiếc rằng họ chưa thể hoàn thành. Số lượng của anh em bang Tứ Hải vẫn đang là khá ít so với mọi còn lại. Cảm ơn tất cả đã đến với live stream của Zing Global trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là bang Hội Thiên đã có mặt ở trung tâm long trụ Tương Dương rồi anh em ơi. Anh em cũng đã phá xong long trụ Đại Lý của Tứ Hải và chơi bây giờ có lẽ họ phải cắt quân thành nhiều phần, một phần để quay trở lại để giữ Phượng Tường. Phượng Tường là 3 điểm anh em nhé, bắt buộc thì anh em đang chơi muốn theo đuổi ở những trận đấu tiếp theo thì họ sẽ cần phải giữ được Phượng Tường này để thu ngắn cách biệt với những bang hội còn lại như là anh em và Thiên. Anh em đang di chuyển về Lâm An hoặc Tương Dương. Thiên vừa bẻ gãy xong Tương Dương rồi, bây giờ sẽ sang Phượng Tường. Vâng, sang Phượng Tường thì kiểu gì cũng gặp một bang hội khác, đó là bang Hội Thiên. Hay thế anh em ơi. Đúng là công thành chiến của server Hải Ngoại nó vẫn đẳng cấp anh em ạ. Với việc 4 bang không liên minh, nó đang tạo ra một cuộc chiến cực kỳ đa chiều và rất khó để dự đoán. Vâng, vậy là Tứ Hải quay trở lại để phá Tương Dương anh em nhé. Đây rồi anh em ơi, tại chiến trường của Phượng Tường, cuộc chiến đang châm ngòi rồi. Giữa Thiên và Trời một lần nữa được xảy ra. Vậy khi mà anh em Bang Thiên đang mải mê cuộc chiến với bang chơi tại trung tâm của Phượng Tường thì đã có một sự đột kích của bang hội anh em vào long trụ của Tương Dương. Bốn bang hội vẫn đang lừa miếng và tìm cho mình những miếng đánh rất khó chịu, đặc biệt nhất đến từ bang hội Tứ Hải. Họ vẫn đang là cái gai ở trong mắt của những bang hội còn lại. Vâng, có một tình huống đốt xác của anh em Bang Thiên ở chiến trường của Phượng Tường này rồi. Nó giống một pha đốt xác hơn so với một tình huống tập trung. Không, vậy họ tập trung ở 12 giờ. Những ác đi vào từ 6 giờ là những ác di chuyển từ một cổng khác.
này Tứ Hải đang là băng hội được đánh giá rất cao ở trong những sự biến ảo của mình. Giống như bây giờ vậy, họ đang lợi dụng những tình huống mà các băng hội đang giao tranh với nhau để có một pha tập kết vào long trụ của Thành Đô. Đúng là thực sự là anh em băng Tứ Hải đã cống hiến quá hay cho một live stream, cho một trận đánh của công thành. Nhưng họ đang trở thành một cái gai cực kỳ nhức nhối của ba hội còn lại, đó là cả Thiên, cả em và anh em, và cả anh em băng chơi nữa. Điển hình là những pha phá trụ Lâm An của anh em băng Thiên. Băng em, băng hội anh em đang có một pha hành quân về với long trụ Thành Đô. Và Thiên đã tạo ra cơ hội của mình để phá long trụ phượng tường của chơi rồi. Đã là phút thứ 46 trận thành chiến. Và chúng ta sẽ còn 15 phút nữa để xem cuộc đấu trí với băng hội. Vậy là một lần nữa băng hội Thiên lại phá vỡ được long trụ của phượng tường em nhá. Và chúng ta sẽ đến với cuộc chiến ở Thành Đô, nơi mà anh em đang tập kích anh em băng chơi. Hay quá anh em nhở, càng đánh càng hay, càng ở những phút cuối cùng thì những giao tranh lại được xảy ra nhiều hơn. Bây giờ thì nó sẽ diễn ra ở trong tất cả các mặt trận của máy chủ xưng đế Zig Global này. Server Võ Lâm dành cho em đang sinh sống tại hải ngoại, được phát triển và dẫn dắt bởi admin Lin Trần. Ngày hôm nay thì Biện Kinh là 4 điểm, Phượng Tường và Lâm An sẽ là 3 điểm, Thành Đô và Tương Dương là 2 điểm, Đại Lý và Dương Châu là 1 điểm. Trong khi đó Biện Kinh và Đại Lý sẽ là hai long trụ được treo thưởng nhiều nhất. Mỗi long trụ sẽ treo thưởng thêm được một Dũng Hoàng Kim Môn Phái và 2.000 sát thủ lệnh nữa. Thành Đô cũng gãy rồi nha. Thành Đô gãy anh em nha. Vâng, vậy là chơi đang hành quân về với Đại Lý anh em ơi. Như mình vừa nói, phần thưởng phụ trong thành chiến này đó là thành Đại Lý và thành Biện Kinh. Mỗi thành sẽ có thêm một Dung Hoàng Kim Môn Phái. Biện Kinh thì ba anh em đã bắt từ được rồi. Vậy thì Đại Lý cũng là một miếng bánh béo bở. Và đó là một tình huống mà anh em bàn chơi, họ đã xử lý xong được một thế lực màu tím khác tại chiến trường của Đại Lý này. Đại Lý là của anh em. Anh em này mồm rất rộng nha. Họ vừa muốn ăn Biện Kinh mà lại vừa muốn ăn cả Đại Lý nữa. Người ta gọi là ăn lằm ăn lốn. Đấy, anh em bàn chơi đang bảo như vậy. Mồm rộng đã đốt được 4 điểm rồi, lại còn muốn đớp thêm cả một Dương Hoàng Kim Môn Phái của Đại Lý này nữa. Vâng, anh em đang có một tình huống giao tranh cùng với Thiên ở hướng 6 giờ của Phượng Cường anh em ơi. Trong khi đó băng hội chơi, họ cũng đã hoàn thành bộ sưu tập Đại Lý của mình. Và hướng này họ sẽ sang với Tương Dương, tiếp tục quay trở lại với Phượng Tường. Đây là long trụ mà anh em bằng Thiên đang có được. Hiện tại thì anh em đang có 10 điểm sau khi họ đã bất tử được thành Biện Kinh rồi. Và Thiên đang có được 8 điểm sau khi đã bất tử được thành Lâm An. Vậy là cái thành Phượng Tường thì rất quan trọng em nhé. Phượng Tường là 3 điểm. Vì thế các băng hội sẽ bằng mọi giá phải ngăn cho băng hội anh em có được 3 điểm tiếp theo này. Bởi nếu như anh em có được 3 điểm thì họ sẽ có tổng số điểm là 13. Đó sẽ là hệ số điểm cao nhất trong tổng tích lũy của chúng ta. Chơi là đánh Tương Dương em ạ. Đây là trận chiến thứ 2 trong tuyển đỉnh xứ quân thôi. Thứ hai bây giờ, thứ hai với Đại Lý rồi. Mèo bé bắt chuột bé, tùy theo sức của mình. Tứ Hải vẫn có những phương án chiến thuật cực kỳ hợp lý của chúng ta. Có được thành Đại Lý sẽ giúp được Tứ Hải có được thêm một Dương Hoàng Kim Môn Phái và 2.000 sát thủ lệnh.
Bang Hội Chơi đang có được 4 điểm. Họ cần thêm những điểm số nữa để áp sát những Bang Hội còn lại. Họ sẽ phải làm như thế nào? Bởi vì Tương Dương đây sẽ không phải là một mục tiêu được đặt trên hàng đầu. Vì hệ số điểm của Tương Dương trong tuần này nó chỉ là 2 điểm mà thôi. Hiện tại thì livestream của chúng ta đã để delay rồi anh em nhé. Nên sẽ là không sợ bị lộ chiến thuật của các Bang Hội. Đỏ máu rồi anh em ơi. Ngã liệu có phang xong được cái trụ của đại lý này không? Hơi ít hệ mộc nhưng mà và chúng ta sẽ một lần nữa đến với cuộc chiến giữa anh em và chơi ở chiến trường của Tương Dương. Màu tím của anh em đang tràn vào từ 9 giờ. Họ đã xử lý anh em Bang Chơi một cách rất gọn gàng. Chưa đầy 20 giây. Chúng ta đang đến với live stream của Zip Global. Server Võ Lâm dành cho anh em đang sinh sống tại hải ngoại. Rất có thể đó là tình huống mà anh em Bang Chơi họ đã chủ động đốt xác ở chiến trường Tương Dương này để có một hành quân về với Phượng Tường. Chuẩn rồi anh em ơi. Phượng Tường đang là 3 điểm. Và đó là điều mà anh em Bang Chơi đang muốn hướng tới để rút ngắn khoảng cách với Bang Hội Thiên và Bang Hội anh em ở trong cuộc đua tới tuyệt đỉnh sứ quân, nơi mà sẽ kết thúc sau 3 trận không thể chiến nữa tính cả tuần này. Vâng, Tứ Hải vẫn chưa thể phá vỡ xong long trụ đại lý anh em này. Chơi thì đã đánh đỏ máu của Tương Dương rồi. Thiên đâu rồi anh em? Quay. Vậy là Thiên đang tập trung rất đông ở Phượng Tường anh em nhá. Họ sẽ đánh Phượng Tường ở những phút cuối cùng này. Vì thế chơi sẽ nên đưa tất cả toàn bộ sức lực của mình về để phòng thủ cho Phượng Tường. Bởi vì nhìn cái số lượng đông đảo của anh em Bang Thiên này thì sẽ là lành ít dữ nhiều dành cho anh em Bang Chơi. Thì trận công thành chiến của chúng ta còn tầm khoảng 7 phút nữa là kết thúc. 7 phút nữa để chúng ta sẽ hoàn thành bữa đại tiệc mang tên công thành chiến tại server Xưng Đế của Võ Lâm Hải Ngoại. Thiên vẫn chưa tấn công vào và khả năng rất cao họ sẽ sang thành đô trước, sau đó mới quay trở lại để tấn công Phượng Tường. Thiên đang có tổng 8 điểm, chỉ ít hơn so với ba anh em là 2 điểm. Thứ hai thì họ không chơi đam hết long trụ em ơi, họ để cho long trụ còn đỏ máu để cố tình đánh lạc hướng của những Bang Hội còn lại và sẵn sàng phá bỏ nó ở những phút cuối cùng. Và chúng ta sẽ quay trở lại với thành đô để thấy cuộc chiến giữa anh em và Thiên được diễn ra. Bang Hội của Thiên đang ở thành đô và Bang Hội anh em đang muốn phá nó ở những phút cuối cùng như thế này. 4 Bang Hội và không có bất kỳ một sự liên minh nào. Đó là điều mà chúng ta thấy được rằng một chân chơi ở làng game hải ngoại, dù mạnh dù yếu, ở đây chúng ta sẽ không có những định nghĩa về sự liên minh. Mỗi Bang Hội đều là một màu cờ sắc áo và họ sẽ chiến đấu hết mình cho niềm tự tôn của Bang Hội. Vẫn là một tương thi đấu rất căng thẳng diễn ra giữa ba anh em và Bang Hội Thiên. Và một lần nữa anh em lại có thể tiếp cận với long trụ của thành đô cũng dễ dàng rồi. Rất có thể sau khi đánh bại ở thành đô, Bang Thiên họ sẽ di chuyển sang với long trụ của Tương Dương. Đúng là như vậy anh em ơi. Bởi vì Tương Dương bằng điểm với Thành Đô,
thế này thì sẽ dễ thở hơn cho Bang Hội chơi ở những phút cuối cùng này. Bang Hội đang có 4 điểm, nếu như có được thành đô này họ sẽ có thêm 3 điểm nữa và 7 điểm. Họ chỉ kém Bang anh em 2 điểm thôi. À, kém anh em bằng Thiên có 2 điểm thôi. Đây là giai đoạn các Bang Hội sẽ cần phải tăng tốc để hoàn thành cuộc đua của mình trong tuyệt đỉnh sứ quân của máy chủ xưng đế. Vâng, vậy là Tứ Hải đã quyết định bẻ trụ đại lý rồi anh em ơi. Và còn 4 phút nữa để Tứ Hải giữ được long trụ này. Và bây giờ thì sẽ là sóng gió dành cho Bang Hội chơi. Thì chúng ta đã thấy Bang Hội anh em họ di chuyển về hướng của Phượng Tường. 4 phút nữa cho việc thủ trụ. 4 phút nữa để anh em Bang chơi có thể tiếp tục nuôi giấc mơ bám đuổi bằng anh em và Bang Thiên ở trong tuyệt đỉnh sứ quân của Zico Global. 4 phút rất ngắn ngủi nhưng nó sẽ là những sóng gió tiếp theo. Mình thấy Thiên lại di chuyển sang thành đô để đánh trụ của Bang anh em rất hay. Đúng là bọ ngựa bắt ve và chim sẻ đứng sau, nó hoàn toàn đúng với trận thành chiến này. Vậy là Bang Hội chơi họ đang chủ động đẩy ra đúng 6 giờ 3 phút cuối cùng của trận thành chiến. Những chiến thuật vẫn đang được cố gắng hiện thực hóa vào thời điểm có thể nói là cực kỳ nhạy cảm này. Anh em tiếp tục tập kết vào hướng 6 giờ. Thiên liệu rằng có trụ được trận đấu này hay không? Một tình huống xoay trái rất khéo đến từ em Bang Thiên. Họ đã tận dụng điểm lag ở phía sau tường. Đúng 9 giờ này rồi. Rất may trời đã đẩy lùi được pha tấn công của Bang Hội anh em. Chỉ còn chưa đầy 3 phút nữa thôi, công thành chiến sẽ kết thúc. Tứ Hải bây giờ thì gần như họ sẽ ôm trọn được giấc mơ có được đại lý này. Nó hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Tứ Hải đã thể hiện ở trong trận công thành chiến. Trời, anh em Bang chơi họ đang tất tay. Họ đang di chuyển về với Tương Dương ở những phút cuối cùng này. Và bỏ ngỏ lại chiến trường của Phượng Tường. Thực sự thì có mạo hiểm quá không anh em ơi, khi chơi chỉ để lại duy nhất một ác ở chiến trường của Phượng Tường thôi. Và họ thì đang đưa quân về với Tương Dương. Tương Dương thì cả anh em và cả Thiên đều có mặt rất đông cơ. Nếu như vừa rồi là một miếng đánh sang thành đô nó sẽ là hiệu quả hơn. Vâng, Thiên lại có ý định úp xuống thành đô anh em ơi. Phút cuối cùng. Và chúng ta đang thấy các Bang Hội đang có những miếng đánh rất bất ngờ. Và đã có tình huống anh em áp sát được long trụ của Tương Dương rồi. Khi Thiên đang mải mê di chuyển sang thành đô, họ đâu ngờ rằng thì long trụ của mình đã bị tập kết tại chiến trường của Tương Dương. Nhưng trước đó thì trời đã phá vỡ trong được long trụ của thành đô rồi anh em ơi. Trời không phải tấn công sang Tương Dương mà họ lại di chuyển để tấn công sang thành đô để bẻ gãy được long trụ này. Quá hay cho một tình huống đến từ anh em Bang chơi. Và khi đó anh em đang có mặt ở chiến trường để phá vũ long trụ của Thiên là hay tê nhờ. Quá tuyệt vời anh em ạ. Mình phải nói là trận đấu thành chiến nó đã được diễn ra với những chiến thuật cực kỳ đặc sắc. Nào bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem bản đồ thất thành đại chiến của máy chủ xưng đế này sẽ được chia như thế nào. Quá tuyệt vời.
phải nói là phải chấm ở thang điểm 10 cho anh em Bằng chơi ở tên đánh về Thành Đô. Bởi như vừa rồi họ đánh sang với chiến trường của Tương Dương thì chắc chắn sẽ vấp phải những pha kháng cự của ba bộ anh em, thì rất khó để có thể bẻ được Tương Dương. Nhưng họ đã có một pha luồn lách để di chuyển sang với chiến trường của Thành Đô. Và bây giờ thì họ đang bám đuổi điểm số với anh em Bang Thiên rồi. Tạm thời chúng ta ghi nhận được kết quả đó là anh em Bang chơi họ có được Thành Đô và Phượng Tường. Với hai thành này họ sẽ có được 5 điểm. Bang anh em thì chiếm được Biện Kinh. Biện Kinh thì anh em có được 4 điểm. Ôi Thiên ngon em ạ, Thiên được 3 thành liền. Thiên được cả Dương Châu, Lâm An và Tương Dương. 2, 3, 5. Vậy hôm nay anh em Bang Thiên có được 6 điểm liền. Tứ Hải thì vẫn hoàn thành mục tiêu của mình ở đại lý anh em nhé. Quá tuyệt vời anh em ơi. Phải nói là không ngờ rằng có một sự trỗi dậy mạnh mẽ của Thiên. Và chơi ở những phút cuối cùng anh em ơi. Đúng rồi. Vậy là chính Bang Hội anh em là Bang Hội đã tự đánh mất đi lợi thế của mình ở những phút cuối cùng của trong thành chiến này. Khi đầu tiên họ đã bắt từ được Biện Kinh và có được 4 điểm để vươn lên với tổng số điểm là 10. Nhưng đến bây giờ điểm số đã thay đổi rồi. Vậy là sau trận cuộc thành chiến thứ hai của Tuyệt Đỉnh Sứ Quân, Bang Hội anh em có được là, để xem nào, anh em có được 10 điểm rồi. Thiên có được 1 Dương Châu này, 3 Lâm An là 4 này, 4 với Tương Dương 2 là 6, 6 cộng với 5, vậy là Thiên có được 11 điểm. Thiên vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Chơi có được Thành Đô là 5 điểm, à là 3 điểm, à 2 điểm với Phượng Tường là 3 điểm. Vậy là anh em Bang chơi có được 5 điểm, 5 cộng với 4 tuần trước là 9 điểm. Vậy là kém anh em có 1 điểm thôi, và đại lý vẫn có được đại lý để có phần thưởng của mình. Bây giờ thì mình sẽ mời anh em đi vào chín long trận anh em nhé, sẽ múc nhau tiếp. Hay thế anh em ơi, trong cảnh chiến đúng là không liên minh đánh sướng thật. Vậy là bây giờ điểm số một lần nữa được thay đổi ở trong bảng tổng sắp của chúng ta rồi. Anh em bây giờ tự nhiên tụt xuống vị trí thứ hai khi chỉ có 10 điểm. Bang Hội Thiên lại vươn lên dẫn trước với tỷ số là 11 điểm. Và Bang Hội Chơi là áp sát phía sau với là 9 điểm. Và đến bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc giao tranh của các Bang Hội trong map chiến lòng trận để săn boss Tư Mã Trọng Đạt. Đây không khác gì là một cuộc đấu lòng em ạ. 4 Bang Hội sẽ đều có mặt ở đây. Và họ sẽ giao tranh như thế nào để ăn được boss đây. Chơi cũng đã tham gia rồi, Thiên đâu nữa rồi. Đã có anh em, đã có Tứ Hải. Ngày hôm nay thì chúng ta cần phải dành những lời ngợi khen cho anh em Bang Tứ Hải, khi họ đã có những pha châm ngòi và công kích ở những long trụ để cuộc chiến trở nên đa chiều hơn. Đáng tiếc nhất phải kể đến bọn anh em, họ đã bất tử được thành Biện Kinh đầu tiên để có được 4 điểm. Nhưng cuối cùng những tính toán sai lầm đã làm cho Bang Hội anh em mất đi lợi thế của mình. Và từ vị trí dẫn đầu bây giờ họ đã tụt xuống vị trí thứ hai của bảng xếp hạng. Quá hay anh em, quá tuyệt vời. Và bây giờ tạm thời thì Bang Hội Thiên đang là 11 điểm, Bang anh em là 10 điểm, Bang chơi là 9 điểm. Vậy là cuộc đua vẫn chưa ngang ngũ anh em nhé. Tứ Hải chắc họ chỉ ăn thành rồi thôi, chứ còn 2 điểm thì rất khó để bám đuổi các Bang Hội khác. Đúng lực Tứ Hải bây giờ, dù sao mình rất ca ngợi em Bang Tứ Hải của đánh quật cường của mình. Tứ Hải chính là Bang Hội đã không khác gì để tạo ra những cán cân chênh lệch của server. Xong boss rồi. Hay nhở, anh em xem công thể chiến hay thật. À chưa xong, vẫn còn, mình tưởng boss chết rồi, vẫn còn anh em này.
Rồi. Vậy là lũ chó thiện tại chiến lồng trận đã ăn được con boss rồi em nhé. Lũ chó thiện là của bác nào anh nhá? Bác nào nhỉ? Thiện là bác nào nhỉ? Ok anh em, công trình chiến kết thúc rồi. Và boss cũng xong rồi. Cảm ơn anh em đã đến với trận công trình chiến này. Hay quá em ạ. Anh em nào muốn xem lại thì có thể qua kênh của Zip Global để xem lại từ đầu em nhé. Không biết là đi chó thiện được bác nào nhỉ? Ok anh em, mình xuống like để ra tổng kết lại bảng công thành để anh em có thể tiện theo dõi thêm nhé. Chúc anh em có một đêm vui vẻ và tích giác và một ngày làm việc hiệu quả ở bên máy chủ của Việt Nam. Cảm ơn rất là nhiều. Đừng quên đón chờ những bài chiến tiếp theo. Bây giờ thì xin chào.